Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Không Cay Không Về. Em ăn đi. Tiếp theo luôn nhá. Đừng luôn đi anh. Anh giữ thông tin anh ăn thôi. Không thì em ăn trước, thì mọi người đàn nào cũng phải ăn mà. Em ăn trước luôn. Tại sao mà xong trong một lượt luôn. Cho thẳng không biết ăn cay như mình. Thôi đừng nói nhiều, ăn đi. Chơi thì sau này em chứ. Cảm ơn Mastercard đã đồng hành cùng Không Cay Không Về với giải pháp thanh toán dễ dàng giúp tạo ra vô vàn những khoảnh khắc đặc biệt và vô giá. Ngoài ra, chương trình còn được tài trợ bởi các thương hiệu Good Food, Aquafana, Camerio. Trong cái season 3 này thì những nghệ sĩ của mình là những người đầu bếp và sân khấu của họ cũng là ở trong bếp. Và hôm nay mình đến nhà hàng Chapter ở Hà Nội và cùng giới thiệu với mọi người Chef Quang Dũng. Dũng có phải là người ăn được cay không? Em không, em ăn cay hơi yếu ấy. Ok, chúc mừng đồng đội của Mimi. Còn này anh em mình bị ganh rồi. Em thì thực ra thì cũng ăn cay vừa vừa, không phải là một người thích ăn cay. Từ khi gặp chị Thúy Minh là em ghét ăn cay. Rồi, thế bây giờ chúng ta đến với món ăn này, gọi có tên gọi là gì? À, món này là món chim câu nhồi gan ngỗng. Triết lý đồ ăn của Chapter thì mọi người có thể thấy là các món ăn đặt trên đĩa trông rất là đơn giản, nhưng mà đằng sau nó thì có một cái kỹ thuật nó rất là phức tạp. Chapter muốn dành cái sự đơn giản cho khách hàng. Nó gần như là một cái gọi là một cái bất ngờ và một cái sự gọi là lừa dối một chút. Đấy. Có một số người ấy đến đây đặt đồ ăn trông thế này thôi à? Đấy. Thế nhưng mà khi mà họ cắt ra và họ nếm thử thì họ mới thấy là công nhận là nó khác biệt thật. Kiểu như là nhìn vậy mà không phải vậy. Đúng rồi, trông vậy không phải vậy. Đây là con chim nhưng mà lại không phải chim. À không, anh đùa đấy. Đây là chim. Thành ra mình sẽ bình thường ấy thì có một cái món ăn ra thì mình sẽ hay nói theo hướng là nguyên liệu là gì này, rồi cách nấu ra làm sao và cuối cùng là cách trình bày nó như thế nào. Hôm nay mình chơi trò ngược lại, đúng không? Tại vì mình sẽ giấu nguyên liệu. Mình sẽ nói về cách trình bày. Cách trình bày này thì anh đã tính toán như thế nào và anh nói là cái sự gọi là gây bất ngờ với cả đánh lừa người xem người ăn, đúng không? Khi người ta nhìn thấy thì là như nào, anh giải thích. Rất là bình thường, món này thì trông khi mà mình đặt ra ấy, tất cả kể cả cái đĩa này chọn cũng là cho cái con chim bồ câu này, tất cả mọi thứ nó đều focus vào giữa. Thì mọi người nhìn một cái đĩa đồ ăn mà chỉ có một con chim bồ câu thì trông rất là đơn giản, gần như là mọi người cảm thấy là nếu thế này thì đến nhà hàng ấy ăn để làm gì, đúng không? Ra Tống Duy Tân cho nhanh. Đấy là cái sự sắp xếp mà Chapter muốn dành cho khách hàng. Và cái bất ngờ thì nó ở bên trong, bởi vì là con chim này làm rất cầu kỳ. Thực sự là làm cái kỹ thuật làm ra một cái món này nó rất là khó. Rút xương của con chim bồ câu ra nhưng mà vẫn để nguyên nó hình, tức là bên trong nó hoàn toàn không có một chút xương nào cả, chỉ có xương ở phần cánh này với cả phần đùi này thôi. Đấy, còn bên trong hoàn toàn bên trong là không có xương, và sau đấy thì là nhồi với gan ngỗng này, nấm này, rau cải bò xôi này, đó, và có một quả trứng ở trong nữa. Thế bây giờ vẫn câu chuyện trình bày. Chapter định vị mình, thực ra bây giờ ở ẩm thực Việt Nam mình nói nhiều đến cái concept của fine dining. Và Dũng cũng vừa nhắc đến việc là đến một cái nhà hàng như thế này mà chỉ có thế này thôi à. Thế thì thường thì cái kỳ vọng của mọi người ở trong cái ngành ẩm thực mà cái cấp độ là fine dining thì nó như thế nào? Và là người trong ngành thì Dũng nghĩ sao? Kể cả trên thế giới này nó cũng rất là mơ hồ. Fine dining nghĩa là gì? Ăn sang à? Ăn sang thì đi ăn một con tôm hùm đắt tiền cũng là sang. Đó. Thì nó không phải là chuyện tiền nữa.
Thế vậy nó là gì? Đó, nó là cái sự sáng tạo, nó là cái sự khác biệt, độc nhất. Đó, đấy là cái gần như nhà hàng nào thuộc dạng gọi là nhà cao cấp một chút thì cũng đều phải bắt đầu phải chú ý đến nguồn nguyên liệu. Và thực sự là Chapter rất là chú ý, rất là quan tâm đến nguồn nguyên liệu. Nếu mà nói là định vị thì là nguyên liệu chính là thương hiệu của Chapter. Ở Chapter thì là tất cả các nguyên liệu nó đều phải được chế biến trong ngày, trừ những cái món gọi là dry age, tức là món mà lên tuổi ấy, thì đương nhiên là phải tính toán trước khoảng 30 ngày hoặc là 15 ngày. Thường những cái món gần như tất cả nguyên liệu, kể cả cái đậu mà bày ở dưới con chim bồ câu này, hay là cái sốt, gần như là phải đến 90% các cái nguyên liệu của Chapter là được chuẩn bị trong ngày luôn. Cắt giả, chắc là chef cắt là an toàn nhất không gì? Nhưng mà từ từ nhá, trước khi nhá, tại vì trong này nó có một cái bí mật, và bí mật đấy mình biết là được quả trứng rồi. Thì cái sai số là gì? Làm cái thịt thì nó chín, chín quá, thì trứng trong nó sẽ đông lại và nó sẽ không chảy ra được. Và còn một cái khó nữa khi mà làm cái món này, đấy là cái da của chim bồ câu rất là mỏng. Thế nên là nhồi nhiều nhân quá chẳng hạn, chỉ cần nhồi khoảng thêm khoảng hơn khoảng 10 gram nhân thôi, thì là khi mà mình nướng ấy, cái lượng nhân bên trong nó nhiều quá đó, và nó nở ra to quá thì nó sẽ rách ra. Và chỉ cần, bởi vì da nó rất là mỏng, chỉ cần rách một vết nhỏ là nó sẽ rách to dần, và quả trứng nó chui ra. Không phải là Chapter làm 100% được đấy, ví dụ như khoảng 20 quả, 20 con thì thế nào cũng có một con. Anh em bảo là chim đẻ trứng, sợ nhất là chim đẻ trứng. Bởi vì chim đẻ trứng ấy thì mất luôn một con trong kho hàng. Ví dụ như là hôm đấy, tức là mỗi hôm nhà hàng chỉ làm 6 con chim thôi, bởi vì không có đủ thời gian để làm. Để làm con này rất mất thời gian. Thế mà ví dụ như là các bạn gọi hết 6 con chim rồi, một con đẻ trứng là thôi. Ba nuôi mình lớn lên ở đất Sài Gòn này, dù vất vả cách mấy, ba vẫn luôn tìm ra cách để tạo ra niềm vui từ những điều nhỏ nhặt thường ngày. Mình nhớ nhất là những lần hái rau ngò ôm rồi nấu canh chua cá lóc. Đó là sợi dây kết nối giữa ba con mình. Cũng được vài năm rồi mình chưa có dịp về thăm nhà, nên lần trở về này sẽ thật đặc biệt. Trái. Ba. Anh cắt nhá. Rồi. Đó, trứng bên trong nó chảy rồi này. Bây giờ chị Minh với Huy nhìn thấy là con chim này nó vừa chín tới trong này, nó vẫn còn hồng này. Đấy, trứng vừa đủ chảy này. Đấy, và không có một chút xương nào trong cả. Thì lúc nãy anh đã chia sẻ về nguyên liệu bên trong rồi. Nhưng mà em muốn hỏi là đấy là nguyên liệu của cái món này, còn những cái nguyên liệu nào khiến anh trở thành một người đầu bếp? Hay theo anh là nguyên liệu nào là quan trọng nhất với một người đầu bếp? Với anh đi. Với anh đi. Một người đầu bếp thì cần một cái sự sắp xếp thời gian vô cùng là cẩn thận. Đầu bếp làm việc với hai nguyên liệu chính, đấy chính là thời gian và không gian. Tức là đầu bếp cần phải hiểu được cái thời gian chuẩn bị món, và để mà đầu bếp sắp xếp công việc. Đầu bếp cần phải hiểu không gian làm việc của mình, để đầu bếp sắp xếp được cái nơi làm việc của mình sao cho tốt nhất có thể. Nếu mà đầu bếp không sắp xếp được không gian và thời gian thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả đội nhóm. Bếp không phải là một người nấu, bếp là một tập thể nấu. Có những bếp 30 người nấu cơ. Như kiểu bếp Chapter thì khoảng 8 người nấu. Thì 8 người thì để sắp xếp công việc như nào, bởi vì nhiều khi trong bếp nó chỉ có một cái lò thôi. Thì bạn này đang nướng bánh thì bạn kia không thể nướng gà được. Bạn này đang làm rau củ, nướng rau củ cho sốt, thì bạn kia không thể cho lợn vào được, bởi vì nhiệt độ nó khác nhau. Lady phở này. Phải dùng cái sốt này đổ lên trên. Nếu mà khi bình thường mà một người ăn thì cái lúc mà mình cắt ra mình cắt ra cũng như này luôn anh. Ừ, tức là thường là cắt đôi ra, xong rồi ăn từng miếng một. Đó, chứ không cắt sẵn. Đây. Đây là sốt của nhà hàng đây. Thôi anh không dám ăn đâu, anh sợ ngộ độc lắm. Cái gì?
Em có vừa miếng không? To nhỏ. Sốt này được làm từ xúc xích chorizo. Thường thì trong mỗi một tập thì cái miếng đầu tiên là miếng ngon nhất, miếng em thích nhất. Bởi vì mấy cái kia cay đúng không? Sự nguyên bản nó vẫn còn. Cảm nhận được đầy đủ các hương vị và cảm nhận được chính xác là cái món này lúc đầu ra là nó như thế nào. Khoảnh khắc nào thì mình biết là cái món này sẽ vào menu. Ôi, cho vào miệng phát biết ngay. Thế à? Ăn thấy ngon nữa. Nhưng mà thực ra nói thế thôi chứ. Tức là khoảnh khắc đấy là khoảnh khắc mà mình muốn cho nó vào menu. Sao lại 10 món ở đấy được có 2 món. Mới có những món không vận hành. Có những món nấu từ nguyên liệu thô nhá. Tức là từ, ví dụ từ con chim câu. Đâu phải là lúc nào thì con chim câu này nó cũng được nấu ngay khi mà nguyên liệu về đâu. Bởi vì là nếu làm từ nguyên liệu về nhá thì mình sẽ mất khoảng 1 tiếng để nấu ra một cái món này, mà khách thì không ngồi chờ 1 tiếng. Thì nhà hàng có một cái hệ thống tên gọi là mise en place, tức là mọi thứ nó đi vào vị trí của nó. Đầu bếp sẽ sơ chế và làm gần như tất cả mọi thứ đến bước cuối. Và đến bước cuối cùng khi mà khách hàng gọi món thì sao? Thì bảo em cho chị con chim câu đó, em cho chị món nấm, em cho chị món gà, món heo chẳng hạn. Thì chúng tôi phải làm món đấy trong vòng 15 phút đổ lại. Tức là từ lúc khách order đó, trong 15 phút đổ lại. Hầu hết các khách hàng không ăn các món chính như thế này trước, các món thịt như thế này trước, mà khách sẽ ăn những cái món sống. Thì những cái món đồ sống thì làm rất là nhanh, chế biến rất là nhanh. Bày biện nó hơi cầu kỳ một tí nhưng mà nó đi trong vòng 5 phút được. Thì tức là từ lúc mà khách gọi cho đến lúc đồ ăn lên trước mặt khách thì là nó khoảng 5 phút. Tức là cái tính thời điểm nó không chỉ là ở cái chuyện là mình nấu con này vừa chín tới, mà lại phải là vừa chín tới đúng lúc họ muốn ăn nhất. Và mỗi bữa ăn thì nó có một cái nhịp điệu, nó có một cái thời gian để mà thưởng thức từng món một. Tức là đầu bếp trưởng cảm giác nó cũng giống như kiểu conductor. Bọn anh gọi là expediter. Tức là người điều phối. Rồi, bây giờ mình sẽ điều phối miếng thứ hai với sốt cay đầu tiên. Nào, conductor hay là cái gì? Ok, thế cái hành trình của Dũng đã diễn ra như thế nào mà trở thành, bây giờ trở thành chef? Bây giờ thì em học ở bên Anh. Thì đi học thì theo định hướng của gia đình thôi, tại vì cả nhà làm tài chính mà. Thế nên là học đi sang đấy học ngành tài chính. Thì hồi mới sang từ 2008 rồi, đã máu đi làm rồi. Tại vì là bên đấy Huy biết này, đúng không? Đi du học thì ai đi làm thêm cả. Thì mới đầu là đi làm phục vụ thôi, bưng bê thôi. Bởi vì là chỉ có cái nghề đấy thôi. Hầu hết là đi làm bưng bê. Thì ở bên Anh thì ở hồi đấy học ở Cambridge thì nhà hàng tên là Teriyaki. Thì Teriyaki là một nhà hàng Nhật rất là nổi tiếng bên Cambridge. Và nhà hàng thì rất là đông, một ngày họ phục vụ khoảng 200 khách. Lúc nào họ cũng cần tuyển người, họ lúc nào cũng trong tình trạng là thiếu người. Mình cũng xin việc, mình được nhận luôn. Từ lúc mà vào rửa bát thì không đi ra nữa. Thôi tốt quá. Thế hồi đấy mình rửa cùng một thằng sinh năm 89, thằng người Trung Quốc sinh năm 89, rất là quý mình. Cứ lý sư của tự ai quý, mày là hiền đệ của tao. Xong rồi từ lúc mà ở trong bếp thì không ra nữa, là nhưng mà cái cách mà Dũng lên tiếp như thế nào? Thực ra thì cứ rửa bát xong rồi học lóm. Xong có một hôm bận quá thì cũng thiếu một đầu bếp thật. Thế là sư phụ lại gọi Quang, lại. Tức là em là Quang Dũng thì chúng nó không nói gì Dũng, nó toàn gọi Quang thôi. Thế mình gọi mình Quang. Cứ Quang lấy. Thế là mày ra đây. Chọc. Mình ok. Lấy dao ra mình chóp dầm này. Xong rồi Quang cây hô. Thế là thỉnh thoảng thì lại được các sư phụ cho đứng gọi là thái hành, thái tỏi hộ, tức là gọi là mạ đồ, giúp cho các sư phụ ra xào hay nấu thứ. Sau rồi thì chuyển trường lên đại học. Đại học ở Exeter. Thì ở Exeter thì có rất nhiều nhà hàng gọi là rất hay. Thì em đi làm cho một cái gọi là gastropub. Nên là cũng là kỷ niệm rất là hay. Và về Việt Nam thì sau khi gọi là tranh luận om tỏi với gia đình
Thậm chí là mẹ còn mời một số cao nhân trong ngành F&B đến mà mày không làm được đâu cháu ơi, khổ lắm. Thì mình cũng gật gù và rồi ok, cảm ơn chú đã vẽ trước đường cho cháu biết. Quyết định là vào làm ngành ngân hàng 2 năm. 2 năm đấy là 2 năm học hỏi cũng được rất là nhiều trong cái việc mà là quản trị này, tài chính này. Đấy, và làm việc trong một cái tổ chức chuyên nghiệp, tổ chức lớn nên là như thế nào. Cũng học được cách làm việc với những tổ chức lớn ở trong để xây dựng được một cái tập đoàn lớn thì nó cần những gì. Đấy, thì giấc mơ của Chapter cũng không phải là chỉ là một nhà hàng nhỏ, mà Chapter rất là mong muốn là trở thành một cái tập đoàn về ẩm thực đấy. Nó được biết đến rộng rãi. Như kiểu Huy My, tức là nghĩ rằng trong đầu là không bao giờ tôi sẽ trở thành đầu bếp, tôi không được chuẩn bị gì cả, sẽ không bao giờ tôi đùng một cái tôi lại học một ngành khác hẳn nữa. Thì kiểu lời khuyên của Dũng sẽ là gì? Thôi thì đừng trở thành đầu bếp thì sao? Tức là em thì em không khuyên ai làm nghề gì cả. Mà em khuyên ai làm việc mà mình thực sự mình yêu thích. Tức là yêu thích là phải must đúng không? Đúng rồi, phải. Tức là đừng sống với một cái what if. Đừng sống với cái giá như sau 2 năm làm một cái combine thì đã quyết định là thôi, sự nghiệp tài chính có thể kết thúc ở đây và quyết định là mở cái nhà hàng đầu tiên ở Hàng Nón ngay đây thôi. Đó. Tên là Gastro. Thì hồi đó Gastro bán chủ yếu là về ẩm thực Anh. Hồi xưa đi Anh rất là nhớ các cái món mà ngày xưa ở bên Anh ăn, ví dụ như English breakfast, fish and chips này, rồi cottage pie, rồi một món mà ở dân Anh ăn rất là nhiều. Đấy là peri peri chicken, gà nướng peri peri của Nando's. Nó không phải ẩm thực Anh nhưng mà người Anh ăn rất là nhiều, em thích. Nhưng mà mình cố gắng mình làm được. Đó, mình làm một công thức nó cũng của riêng mình thôi chứ không phải là giống hệt họ. Xin giới thiệu một sự tinh tế khác nhé. Đấy là sốt cay của ngoài không về. Lúc nãy anh nhắc đến English breakfast xong em cũng nhớ ra là có một món em làm được trong đấy là cái scrambled egg. Em làm scrambled egg bằng microwave à? Không, em tự làm chứ, làm cũng cho vào nồi. Tức là đấy là một trong những cái món đầu tiên em biết tự làm. Học công thức lên mạng Golden Ramsy à? YouTube. Ôi bạn ơi. Ui ơi, em ăn canh suốt ngày như thế này mà em không lên được trình à? Vừa rồi nhắc rất nhiều về nghiên cứu ẩm thực nhá, hỏi một câu này. Đồ ăn Mexico nào dịch ra có nghĩa là little donkey? Chưa nói đã chịu. Đồ ăn gì của Mexico dịch ra có nghĩa là little donkey? Thế nói nhiều lắm, nào nói đi, trả lời đi, vừa rồi nói nhiều. Đã bảo là chịu rồi mày. Em biết không? Em không. Thế sao không chịu động não nhỉ? Sao lựa đồ ăn Mexico? Mexico mà nó gọi là gì? Little donkey. Little donkey, nhưng mà little donkey là tiếng Tây Ban Nha hay sao? Thì đấy, thì dịch cái tiếng Tây Ban Nha ra là little donkey. Em học tiếng Tây Ban Nha không? Em có nhưng mà em không nhớ, không biết đến từ đấy. Em chỉ biết đếm số với màu sắc. Yo, hablas, tu hablas, mi amo, español. No bueno. No bueno. Bây giờ nghĩ lại xem đồ Mexico có cái đồ gì nổi tiếng. Taco. Gì nữa? Chào tường. Burrito. Burrito là little donkey á? Thấy không, dễ không? Tại sao cứ phải nghĩ về cái chữ little donkey, sao không nghĩ đến chú ăn Mexico? Nhưng mà chị nói thế nên thôi em đổ đi làm sao mà nghĩ được. Nhanh nhẫn tranh thủ. Em biết cái chai sốt Tabasco làm từ nơi nào? Mỹ. Đúng. Nhưng mà Mỹ là đúng, nhưng cụ thể hơn là Louisiana đến bây giờ vẫn làm. Đấy là cái hãng Tabasco phải không? Vâng, cái chai sốt Tabasco ấy. Anh tưởng đấy là cái Frank Red Hot chứ đúng không?
Không, em nghĩ là Tabasco ấy. Bây giờ đầu có câu nào nó khó hơn đi. Ok, mắt cá ngừ là đặc sản vùng nào? Ninh Thuận à? Không phải. Em sẽ cho anh 3 option để anh chọn nhé. Okay. Bình Định, Khánh Hòa và Phú Yên. Phú Yên. Chính xác. Bây giờ như này nhá. Mình sẽ cắt cho mỗi người thêm một miếng nữa. Cái sốt cuối này mình sẽ ăn 2 miếng. Cái miếng này siêu bé. Nếu mà ăn 2 miếng thì mình chia đôi cái sốt ra làm 2 phần. Mà cả không, nữa. Nếu ăn 2 miếng thì pha loãng sốt ra làm một nửa. Thì ý em là thế đấy. Ừ đấy. Thay vì một cái cục sốt ấy mình ăn một miếng thì mình chia ra làm 2, mình ăn 2 miếng. Nào, các anh mần mạc xong chưa? Cắt đi. Cắt à? Đấy. Chim bồ câu nhưng mà lại đẻ trứng gà. Thế mới hay. Hay ở chỗ nào? Em không biết. Đấy, cắt một cái miếng để vừa thôi. Xong mình sẽ... Cái sốt này nhá. Nó sẽ là sốt chung kết cuộc đời. Yêu ái rồi. Em xin. Nhầm à? Được. Thôi. Từ nhá, cùng ăn nhá, vừa ăn vừa đố nhá. Rót hơi ít thôi nhá. Em muốn chị rót nhiều, em xem này, thấy chưa? Thôi chị ơi, đừng. Bình thường thôi. Mày đau bụng chứ sao? Vẫn sợ nhưng vẫn làm. Rồi, ăn đầu tiên hỏi, bây giờ dày rồi. Hỏi câu đầu tiên này. Vừa rồi nói là cái màu này nhạt đúng không? Thì theo Dũng là một quả ớt ấy, có màu đậm hơn, có nghĩa là cay hơn. Không liên quan, không liên quan. Nó nằm trong hàm lượng capsaicin của trong ớt. Đố cả hai này. Ăn gì dễ bị muỗi đốt? Ăn trộm. Câu trả lời là gì? Ăn chuối. Tại sao? Tại sao? Đấy quá. Trong một cái nghiên cứu thì trong chuối nó có một cái chất mà muỗi rất thích. Thế tại sao bọn khỉ nó không bị đốt? Sao biết nó không bị đốt? Chương trình xin được phép tạm dừng ở đây để đầu bếp đi xì mũi. Quán phở nào ở Hà Nội mở bán vào lúc 3 giờ sáng? Phở Gánh. Chính xác. Anh cũng nhớ món phở Gánh đấy lắm. Quả gì cho vào lò vi sóng sẽ bị nổ tung? Quả trứng. Quả gì nữa? Quả gì nữa nhỉ? Em không biết. Quả trứng thôi đúng không? Quả trứng thôi đúng không? Ừ. Quả nho. Quả nho nổ á? Không, thì cầm cho anh cái lò vi sóng lên đây, anh thử luôn. Được rồi, em ăn đi. Tiếp theo luôn nhá. Đừng. Luôn đi anh. Anh giữ anh tí xin anh em thôi. Không thì em ăn trước, tí nữa mọi người đằng nào cũng phải ăn mà. Em ăn trước luôn. Tại sao nó xong trong một lượt thôi? Cho thằng không biết ăn cay như mình thôi đi. Đừng nói nhiều, ăn đi. Chơi thì sâu này chứ gì. Ừ. Bình thường. Không có gì cả. Đơn giản. Không thấy cay một tí nào luôn. Em nói thật luôn. Cứ nói phét đi. Không cay. Cả đắng luôn. Bữa ăn đã từng nấu fail nhất là bữa gì? Bữa fail nhất mà cá nhân đã từng nấu. Hồi anh nấu cho bọn bạn thân. Anh nhớ chúng nó quá. Sao làm sao món gì? Mãi không sao. Em bị là... bút cả răng là có bình thường không? Không bình thường tí nào. Em vừa bút răng. Hồi đấy là làm món thỏ tẩm vừng chiên. Hồi bé thì bố đi đánh cầu lông hay cho đi ăn ở Bia 18 Lê Hồng Phong ấy. Món thò tẩm vừng chiên rất ngon. Thế là quyết định là năm nhất đại học làm thử món đấy. Thật là anh nhớ bạn anh quá. Là món thò tẩm vừng chiên thì chọn một con thò. Thế là hôm đấy ra hàng thịt ở bên Anh có một con thò trông rất ngon. Nhưng mà con thò đấy là thò ở bên Anh thì người ta đi săn người ta bắt được. Thì người ta đi săn người ta bắn cái đạn ấy, nó bắn trúng vào cái mặt của con thỏ, nó vỡ đấy. Mình không biết,
Thì hôm đấy món thỏ thì ăn rất là đắng. Nhưng mà đến khi làm ra thì chán thôi rồi, không thằng nào nuốt được. Là đành cơm với muối vừng. Bên này có vừng đấy. Có vừng là thôi thì thôi làm nốt ít muối vừng. Món ăn nào, bữa ăn nào khó nhất mà Dũng đã từng nấu? Thật chả thấy bữa nào khó cả. Nấu cho Gary Rhodes là ông ấy là một đầu bếp huyền thoại của Anh Quốc. Ông chuyên nấu ẩm thực Anh. Thì hồi đấy là làm ở nhà hàng gastro. Khó bởi vì là rất thiếu dụng cụ, thiết bị. Nhà hàng gastro ngày xưa là nhà rất là nhỏ. Cả nhà hàng chắc là bằng cái phòng mà cái bếp nó rất là bé. Thiếu rất là nhiều dụng cụ thiết bị, nhưng mà mình vẫn muốn làm ra một bữa ăn mà nó mang tầm fine dining. Tầm gọi là, tại vì ông đấy giữ 6 sao Michelin. Mình nấu cho ông ấy mình cũng muốn là impress người ta một xíu. Thế là rất là mất công nghĩ những cái món mà nó là ẩm thực Anh mình đưa nó thành cao cấp. Và mình đưa cả cái cá nhân của mình vào. Cái đấy là cái bữa là khó nhất, cả về là thiếu dụng cụ, thiếu nguyên liệu, thiếu thiết bị mà lại nấu cho một vị khách hàng mà là thần tượng của mình. Nếu mà là ngày tận thế thì bữa ăn mà anh muốn được ăn nhất sẽ là gì? Thì chỉ có thể là đồ mẹ nấu thôi. Chỉ có thể là đồ mẹ nấu thôi. Khoảng một thời gian ngắn trước thì em có một giai đoạn rất là khủng hoảng. Để gọi là mọi thứ tồi tệ hơn thì mùng 1 tháng 1 nhận tin mình dương tính với Covid. Thì cái bữa ăn đầu tiên mà em nấu là cho mình tối hôm đấy, ngay chiều hôm mùng 1 tháng 1 thì biết là Covid. Thì tối hôm đấy thì mẹ làm mì gà tần cho ăn. Em thích món này. Thì em phải ăn của mẹ. Mì gà tần ngon. Thì mì gà tần cộng thêm 1/4 quả tim. Quả tim lợn ấy. Đấy, hầm cùng. Mẹ làm rất là ngon. Mẹ làm ngon bởi vì là trong những lúc mà mẹ mệt mỏi nhất, gọi là không còn năng lượng, thì bằng một cách nào đấy mẹ vẫn tìm ra cái động lực để mẹ nấu một bữa ăn ngon như thế. Và trong vòng 2 tuần cách ly và 5 ngày mình bị mất vị giác, ngày mẹ chăm 3 bữa và bữa nào cũng mình không cảm thấy ăn thì không ngửi thấy gì cả, nhưng bữa nào cũng cảm thấy ngon vô cùng. Em bảo mẹ là mẹ nêm nếm bữa ăn bằng cái tình yêu của mẹ, thế nên là không cần vị giác để cảm nhận. Con cứ nghĩ là con trình, tức là trình độ nấu ăn của con nó chỉ đến thế được thôi, tức là giờ là mình khó để mà mình học này, đi học hay là đọc sách hay là thực tập hay bất cứ thứ gì để mà mình có thể mình nâng cao được cái trình độ của mình. Mình không nói là trình độ mình quá cao nên là không nâng cao được nữa, mà chỉ là mình đạt đến cái giới hạn của bản thân rồi. Thì mình nghĩ là chắc là khó, gần như là không thể, không có ai có thể dạy mình nấu ăn ngon hơn được nữa. Ngay đúng cái hôm đấy thì em bảo là lại là người dạy con nấu ăn được ngon hơn nữa. Thì từ nay khi mà một khi con nấu thì con sẽ vẫn là các món của con, nhưng mà con sẽ cố gắng con nấu như cảm xúc của mẹ khi mà mẹ nấu cái bữa mì gà tần này. Các bữa ăn mà đáng nhớ nhất đời, và chắc chắn là nếu mà được ăn lại thì nếu mà chỉ còn một bữa chắc chắn sẽ là bữa đó. Câu trả lời xuất sắc nhở. Rất mong mẹ của Dũng cũng đang xem chương trình này. Nhưng đúng nếu mà mỗi cái bữa ăn mình nấu, đôi khi mình nghĩ nhiều về một nhà hàng sang trọng, mình nghĩ nhiều về việc là trông ánh sáng nó như thế này, tranh được treo đẹp như thế này. Nhưng cái mà chắc là đánh động mình nhất là đồ ăn thôi, và cái tâm sức của người đầu bếp đặt vào. Người ta bảo là khi mà bạn biết món gì bạn thích nhất, khi mà bạn ốm. Khi mà bạn ốm và bạn mệt, bạn nằm trên giường, món gì bạn muốn ăn, đấy là món bạn thích nhất. Thường là món của mẹ nấu. Đấy, và
Người ta bảo là số món ngon nhất trên thế giới thì bằng số mẹ trên thế giới nhá. Thế thì cái tham vọng lớn nhất với nhà hàng Chapter này, với nghề đầu bếp này, với ngành ẩm thực, nền ẩm thực này, cái vision, cái tầm nhìn của Dũng là gì? Chapter được khách hàng yêu mến và ủng hộ. Thực ra em nghĩ đấy là chuyện may mắn, đấy là cái sự may mắn của mình. Và mình không thể lấy cái đấy làm tự cao được, mà mình bảo là tại tao là siêu sao hay là tao giỏi nên là như vậy, mà thực sự đây chỉ là mình đúng thời điểm thôi. Rồi sẽ đến một thời điểm mà những nhân tài trẻ khác cần có những cái cơ hội, cần có những cái sự hỗ trợ, sự support, thậm chí là cần cái sự hướng dẫn. Thì em mong muốn là Chapter là nơi mà có thể hướng dẫn được và support được và tạo điều kiện cho những nhân tài trẻ có thể tới và học được nhiều bài học, và qua đó thì các bạn sẽ có những cái nhà hàng riêng của các bạn. Em mong muốn là nhìn thấy những nhân viên của mình lên nhận bánh mì award cơ, chứ không phải là mình lên nhận bánh mì award. Thực sự rất là tầm nhìn thì là cũng mong muốn Chapter có thể đầu tư được và support được cho thật nhiều bạn đầu bếp này, sommelier, các bạn bartender trẻ có tham vọng, có tầm nhìn, có mục tiêu rõ ràng. Huy Miên biết tại sao không phải không về đang có mặt ở Hà Nội không? Cũng phải chia sẻ thật là kiểu chương trình này là quay ở Thành phố Hồ Chí Minh, và thực ra là cũng một điều mình cũng thấy là ở Thành phố Hồ Chí Minh thì các cái số lượng nhà hàng cao cấp nó cũng rất là nhiều. Thế nhưng mà chính là ở Chapter này thì mình đến ăn ở trong cái không gian này, mình nghĩ là tại sao mình không phỏng vấn các đầu bếp Hà Nội. Mình thấy có một cái làn sóng, tức là rất là nhiều các cái đầu bếp trẻ mới, thậm chí là thường là những người đi du học về nước và mang một cái sự pha trộn tinh tế văn hóa giữa mình và ở nước ngoài. Và một cái điều nữa trong ngành đầu bếp ấy, mình thấy là không ai mà tự dưng sáng học và chiều trở thành đầu bếp được, tức là nó đều đếm bằng là kiểu rất là nhiều năm, đúng không? Có một số nghề. Thế mà chị cứ hỏi em là có một đầu bếp không? Em ở trong nhà. Em nói không bao giờ ấy, là không phải là vì em luôn luôn có sự tôn trọng cho đầu bếp, nhưng mà đấy là nó chỉ là thực tế thôi, tức là mình tự thấy là mình không thể nào mà kiểu tự nhiên muốn được hay là có cái suy nghĩ đấy đâu. Nhưng đúng, không, tại vì khi Dũng nói đúng không, và mình cũng phỏng vấn đến bây giờ rất là nhiều đầu bếp trong cái series Không Cây Không Về này, thì mình cũng thấy là riêng nghề này không thể nào mà rèn luyện ít mà thành nghề được. Đấy, nên là mình cũng rất là cảm ơn Dũng khi mà cái tầm nhìn ở đây là cái việc là mình sẽ phải có những cái lứa nhân tài mới để mà mình có một cái chiều dài hơn. Thế thì các bạn trẻ đấy, quay về cái lời quảng cáo lại nào, đóng khung nào. Rồi đóng khung nhá. Ok. Các bạn trẻ muốn làm việc trong ngành ẩm thực hay trong ngành dịch vụ, xin mời đến với nhà hàng Chapter ăn đêm và nướng, Dining and Grill. Ở nhà hàng Chapter có những không nghĩ ra. Các bạn muốn đăng ký làm việc tại nhà hàng Chapter, xin hãy bấm vào link ở đây. Chào và hẹn gặp lại. Sau các chương trình không kết thúc được. Cảm ơn Mastercard và các nhà tài trợ Good Food, Aquapana, Superbox và La Cap đã đồng hành cùng với Không Cay Không Về.